Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 72, ngày 11, điều răn thứ 9, không nói chứng dối. Kinh Thánh xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20 câu 16, Giăng đoạn 8 câu 44. Câu ghi nhớ xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20 câu 16: Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Chúng ta xem Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 8 câu 44. Kinh Thánh Tân Ước trang 100 Giăng đoạn 8 câu 44. Đây nghe. Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Vậy ở đây cho chúng ta biết rằng ma quỷ nó là cha của kẻ nói dối. Và nếu chúng ta nói dối thì chúng ta trở thành con của ma quỷ. Cho nên là chúng ta không có được nói dối. Lời Chúa dạy chúng ta là phải nói thật. Chúng ta mở ra ở trong xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20. Đoạn 20 câu 16: Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Ở đây là 10 điều răn của Chúa, và chúng ta đã học được 8 điều răn rồi. Bây giờ chúng ta học tiếp điều răn thứ 9 là: Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận ngươi. Chúng ta tô màu nhé. Chúng ta cùng đọc lại điều răn thứ 9 đã được tô màu. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Trong phần tìm hiểu, nếu có người hỏi em hai bức tranh này giống nhau không, em trả lời như thế nào? Rồi chúng ta xem ha. Giống y như nhau, hoàn toàn không giống nhau, có vài điểm không giống nhau. Chúng ta sẽ chọn cái nào đây? Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi quan sát coi hai bức tranh này có cái gì giống nhau và có gì khác nhau ha. Mình thấy đa số là giống nhau rất là nhiều phải không? Nhưng mà mình xem coi có giống nhau hoàn toàn không? À không, có một số điểm khác nhau. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy, các em có thấy điểm khác nhau của hai bức tranh này chưa? Các em thấy chưa các em? Đây, thứ nhất ở đây có mặt trời, ở đây không có. Ở đây có mặt trời, ở đây không có. Rồi ở đây có cái con thỏ nấp dưới cái bông hoa, nhưng mà ở đây không có, ở đây không có con thỏ. Rồi có gì khác nhau nữa không các em? Các em tìm kỹ coi có còn cái điều gì khác nhau nữa không. Có thể có cái điều khác nhau nữa đó nếu mà chúng ta tìm kỹ, nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng có ít nhất hai điểm khác nhau. Như vậy thì chúng ta trả lời như thế nào? Có giống y như nhau không các em? À không. Có hoàn toàn không giống nhau không? Cũng không đúng. Như vậy là có vài điểm không giống nhau. Ở đây có hai điểm, mình thấy được có hai điểm không giống nhau. Như vậy mình chọn cái này. Nói chứng dối là nói không đúng sự thật về sự việc mình đã thấy. Nói chứng dối là nói không đúng sự thật. Ở trong vườn Ê-đen thì ma quỷ đã nói dối, xúi dục bà Eva phạm tội
Từ đó sự dối trá xuất hiện trong bản chất con người. Chúa nói với Adam, Eva, Chúa dạy rằng không được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác, vì ăn thì chắc chắn chết. Nhưng mà ma quỷ đã mượn hình của con rắn đến nói với Eva là ngươi ăn không có chết đâu, ngươi ăn ngươi sẽ khôn bằng Đức Chúa Trời. Thế là bà Eva thích quá, bà Eva đã hái cái trái cấm đó ăn và đưa cho Adam ăn nữa. Và từ đó cái sự dối trá đã xuất hiện ở trong con người. Nói chứng dối là nói một nửa sự thật, một nửa thôi. Hoặc là đảo lộn trình tự các sự kiện, không có theo đúng thứ tự, hoặc là nói thêm, hoặc là nói bớt, hoặc là yên lặng không nói sự thật để che giấu tội lỗi. Như vậy chúng ta thấy rằng nói chứng dối là mình không nói đúng sự thật hoàn toàn, hoặc là mình yên lặng, hoặc nói thêm, nói bớt, nói sai trình tự, hay là nói một nửa sự thật. Tất cả những cái điều đó đều là nói chứng dối hay là nói dối. Và Chúa dạy mình không được nói chứng dối hay là nói dối. Nhận biết, Chúa muốn em luôn nói thật với mọi người. Chúa muốn mình luôn nói thật ha, đừng không có được nói chứng dối cho mọi người. Ma quỷ là kẻ nói dối và là cha của kẻ nói dối. Người nào nói dối đều là con của ma quỷ. Mình nhớ ha, nãy trong câu Kinh Thánh Giăng đoạn 8 câu 44 đó, ma quỷ nó là cha của kẻ nói dối. Và nếu mình nói dối là mình trở thành con của ma quỷ rồi. Không được, mình phải nói thật. Thực hành là con Chúa, em sống thành thật ngay thẳng với mọi người trong mọi hoàn cảnh. Mình sống thành thật ngay thẳng trong mọi hoàn cảnh. Bây giờ chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Cảm ơn Chúa dạy em phải luôn sống thành thật. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã dạy con phải luôn sống thành thật không được nói dối Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã dạy con phải luôn sống thành thật, không được nói dối. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta luôn sống thành thật và không có nói dối, không có vi phạm điều răn số 9 của Chúa. Xin chào quý vị phụ huynh và các em, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.